Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện, motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu các bạn đến các bạn chọn bộ một cái bộ xe điện 4 bánh đầy đủ đèn, còi. Đèn, còi, xi nhan, đồng hồ báo điện rất là đầy đủ. Cầu có số mạnh. Bộ này thì sử dụng cầu hai số, số nhanh và số chậm, cầu liền, động cơ điện. Cái này thì mục đích có thể sử dụng vào đa mục đích, vừa là chở hàng vừa chạy chơi cũng được. Tải trọng thì khi các bạn về số thì có thể chở được khoảng 5-6 tạ. Tổng tải trọng là 5-7 tạ. Đấy. Còn các bạn nâng cấp thì các bạn phải nâng cấp nhíp với các động cơ lên để chở nặng hơn. Nói chung bộ này thì ưu tiên cho chở người hoặc là chở hàng nhé. Đấy, bánh thì bánh 400-12, cái là theo nhu cầu của khách hàng thôi. Đây, bánh 400-12, đường kính 50. Nhíp 5 lá, dài 50cm. Đèn trước, đèn xi nhan, cầu trước là dạng cầu thẳng, không phanh. Đấy, có cầu trước các bạn nhé. Nhíp thì vẫn cứ bán như bình thường thôi, đầy đủ. Đấy. Nhíp thì đầy đủ phụ kiện. Phụ kiện nhíp này. Này các bạn cứ nhìn tổng quan như thế thôi. Chứ còn đi chi tiết hơn thì trong video này mình để hết rồi đấy. Phụ kiện phanh chân, phanh tay có hết. Nhíp, công tắc, đèn còi, xi nhan. Đèn trước là đèn pha led và xi nhan đơn. Đồng hồ, báo điện, báo công tơ mét. Đầy đủ. Hệ thống dây điện đấu sẵn như thế này hết cho các bạn nhé. Đấy. Có cả hạ nguồn điện xuống 12V, đây là hạ nguồn 12V. Còi này là còi sên đây. Đây là cái bộ cầu điện này. Cầu điện này tambua được bắt ốc đồng hoàng các bạn nhé. Cái tambua bắt ốc này sau này các bạn thay thế nó dễ hơn là cái loại hàn sẵn, hàn chết. Cái đấy là cái hàng ưu việt hơn. Cái mục này là mục cần kéo số nhanh chậm này. Đây là bộ điều khiển 800 này. Dùng. Đây là bộ hạ nguồn này. Con động cơ này là động cơ 60V 1000W các bạn nhé. À xin lỗi các bạn, cái bộ này là bộ 1000W nhé. Mình nãy giờ mình không để ý. Bộ này là bộ động cơ 60V 1000W. Các bạn có thể chọn 48 cũng được. Vô lăng này đường kính 37cm này. Mọi thắc mắc về giá thành sản phẩm các bạn vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0983 818955.